Hi, HKH xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình lại làm video bắt cá cho mọi người xem nha. Hôm nay mình sẽ quay video bắt cá. Đây là hồ đây nha. Hồ cá của mình chuẩn bị bắt. Đây. Mình quay người ta bắt cá nha, đây. Quay bắt cá. Đây là nanh bơm thôi nha, đây là máy mồi mút rồi bơm lên, lấy máy nổ bơm lên nha mọi người, máy nổ bơm lên hút cho nó cạn. Đây. Đây dưới này nó không tháo được xuống dưới này luôn nên phải bơm nha, không xả được. Mình bơm lên trên luôn. Mọi người xem video nhớ cho mình xin một like và một lượt đăng ký nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người xem video vui vẻ nha. Đây mọi người ạ. Đây là máy 14D24 nha. Mình chạy máy này bơm cho nó nhanh. Máy này cũng là máy tưới cà của mình luôn, tưới cà bơm nước lên trên đồi luôn nha mọi người. Hôm nào tưới cà mình sẽ quay cho mọi người xem. Hôm nay mình bơm lấy cá đó. Đây nha, cũng sắp cạn rồi đấy. Còn ít nước lắm rồi. Hồi nãy nước lên tới đây nha. Đây, hồi nãy nước ngập lên đây luôn. Ngập tới đây. Mà giờ mút nó cạn xuống một tí rồi. Mút máy này rất nhanh mọi người ạ. Đây nha, đây là máy D24 mọi người ạ. D24 chạy. Máy dầu nha mọi người. Mình sổ ra mương này luôn. Bây giờ nó cạn ít rồi, giờ mình dọn cây, dọn bớt cây lên luôn. Mình bỏ nhiều cây xuống lắm mà. Bỏ cây xuống để cho cá nó ở, không người ta bắt hết đấy mọi người. Chống trộm. Bỏ cây xuống chống trộm luôn. Không người ta vét là hết luôn á. Giờ kéo bớt cây lên rồi tí mới vét được.
Nên nha mọi người, sau một lúc bơm là nó cạn ít rồi, chắc mình không bơm được hết đâu, không hết được nước. Giờ dọn cây lên giờ là vét thôi, không bơm được hết nước rồi, vẫn còn khá nhiều đấy. Mà vét được thì mình vét thôi, không sâu là vét được rồi. Dọn bớt cây là vét. Nước cũng còn ít thôi. Bơm hết thì cá chết đấy mọi người ạ. Cạn quá cá nó chết. Mình cũng không lấy hết đâu, mình lấy một ít thôi. Lấy đủ ăn thôi. Cây nhiều lắm. Dọn lên hết rồi mới vét. Mùa này mùa khô nó cũng lạnh lắm mọi người ạ. Giờ mùa này cũng lạnh. Cái này là không chịu xuống này. Sợ lạnh. Đây chuẩn bị vét nha. Ôi cá nhảy bên kia đấy. Vét bằng cái này hả? Bằng mùng nha. Vét bằng mùng. Rồi bắt đầu chiến đầu tiên nè. Chiến vét đầu tiên nha. Xem có được con nào không? Ui nhảy kìa. Ui nhảy. Ra hết. Ui con nhảy. Không biết được con nào không nhảy hết rồi. À được một con nha. Được một con. Rồi. Hãy chuyến quay lại. Đây là đinh ba nha mọi người. Chờ đây để chọc luôn. Có con nào ra để chọc. Không có. Bắt bằng mọi kiểu. Đủ kiểu luôn nha. Ở dưới thì vét, ở trên thì đinh ba. Quá nguy hiểm. Rồi được hai con. Cá nhỏ thôi không to mấy. Chưa to. Đây là mình tỉa bớt thôi. Chứ không lấy hết. Tiếp chuyến thứ ba. Nước. Ôi nhảy. Nhảy ra hết nào, ôi nhảy hết. Biết được không á? Ôi nhảy quá trên luôn nha mọi người. Cá này nhảy ghê lắm. Cá chấm nha, cá chấm vét là nó nhảy ghê lắm mọi người ạ. Phải để cao không nó nhảy hết.
Đấy. Thêm một con nữa nha mọi người. Đây một con. Đây một con. Con bé. Chưa ăn được nha mọi người. Đám cưới này là không ăn được rồi. Đây nha. Đây là thành quả của mình nha. Thành quả hôm nay. Đây nha mọi người. Được bằng này nha. Giờ mình sẽ đổ ra sau cho mọi người xem. Được bằng này nha mọi người. Thôi nha. Mình xin dừng video ở đây. Hẹn gặp lại mọi người ở một video khác nha. Cảm ơn mọi người đã xem video. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Hẹn gặp lại mọi người nha. What?